Rất nhiều đồng tu đều biết có Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị có biết có Thiên Thủ Thiên Nhãn Văn Thù Bồ Tát không? Có Thiên Thủ Thiên Nhãn Phổ Hiền Bồ Tát không? Nói thật, mỗi vị Bồ Tát đều Thiên Thủ Thiên Nhãn. Vì sao đặc biệt lấy Bồ Tát Quan Thế Âm làm đại biểu? Vì Thiên Thủ Thiên Nhãn đều biểu trưng từ bi, đại từ đại bi, mắt đến tay đến. Chỉ cần vừa nhìn thấy lập tức giúp đỡ Ngài, lập tức đưa tay ra Ngài. Cho nên đặc biệt dùng Bồ Tát Quan Thế Âm làm biểu pháp. Bất kỳ vị Bồ Tát nào đều giống Bồ Tát Quan Thế Âm. Thấy chúng sanh có khổ nạn, lập tức cứu giúp. Vì sao chúng ta thường nghe nói, hình như chỉ nghe đến Bồ Tát Quan Thế Âm, còn các Bồ Tát khác rất ít? Bồ Tát đến giúp chúng ta, ta tiếp nhận Bồ Tát giúp đỡ, trong đó cần có nhân duyên. Bồ Tát là chân tâm, không phải vọng tâm. Hàng phàm phu chúng ta, tâm của lục đạo phàm phu là vọng tâm, không phải chân tâm, thường thay đổi chủ ý. Phật Bồ Tát dùng chân tâm, chân tâm bất biến, vì thế chân tâm họ an định. Trên điện não đồ thấy nó là một đường thẳng, dao động cực kỳ vi tế. Rất nhẹ nhàng, rất có trật tự, không hề loạn. Duyên, mỗi vị Phật Bồ Tát đều dùng chân tâm bình đẳng thương yêu tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng sanh không có duyên với họ, không tiếp nhận họ, vì vậy hết cách. Họ thương yêu quý vị, quý vị không thương yêu họ, có cách nào chăng? Như vậy là hết cách. Bồ Tát Quan Thế Âm có nhân duyên vô cùng sâu dày với thế gian chúng ta. Bồ Tát Quan Thế Âm yêu thương thế nhân, mỗi người thế gian đều thích Bồ Tát Quan Thế Âm. Do đây có thể biết, đều ở một chữ duyên. Ở Trung Quốc gọi là nhà nhà Quan Thế Âm. Bất luận có tin Phật hay không, họ đều thích Bồ Tát Quan Thế Âm, họ đều muốn thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Điều này nói rõ Bồ Tát Quan Âm đặc biệt có nhân duyên với thế gian chúng ta. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, khi chúng ta gặp cấp nạn lớn, Phật A Di Đà đều khuyên chúng ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, không niệm Phật A Di Đà. Nghĩa là sao? Nhân duyên của Bồ Tát Quan Âm với chúng ta quá sâu. Thực tế mà nói, mỗi người thích Bồ Tát Quan Thế Âm mức độ đều sâu hơn thích Phật A Di Đà. Đạo lý là như vậy. Bằng không vì sao Ngài không dạy chúng ta niệm Phật A Di Đà? Khi cấp nạn đổi qua niệm Quan Thế Âm Bồ Tát,
nó luôn có đạo lý trong đó. Chúng ta học Phật hiểu rõ đạo lý này, đối với Phật A-di-đà tính tâm không thay đổi. Vì thế khi gặp cấp nạn chúng ta vẫn niệm Phật A-di-đà. Chúng ta cũng dạy người khác niệm Quan Thế Âm, bản thân ta niệm Phật A-di-đà. Quý vị muốn hỏi vì sao? Đạo lý đã nói ra, quý vị cũng hiểu. Do duyên khác nhau. Chúng ta hiện nay, bây giờ là lúc chúng ta ở nhân địa tu nhân. Khi ở nhân địa phải kết duyên hoan hỷ với tất cả chúng sanh. Phải dùng mắt từ bi nhìn chúng sanh. Dù chúng sanh này không có việc ác nào không làm, chúng ta vẫn dùng tâm từ bi đối với họ. Tương lai khi ta thành Phật, dễ độ họ, họ có duyên với ta. Như nhà Phật nói, Phật không độ người không có duyên. Ở nơi nhân địa phải kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, kết pháp duyên với tất cả chúng sanh, tương lai thành Phật, độ được nhiều chúng sanh. Không kết duyên với chúng sanh, tương lai thành Phật, độ chúng sanh chỉ được vài người, không nhiều lắm, so với chư Phật khác thua kém rất nhiều. Bởi vậy kết duyên rất quan trọng. Chương thứ 28 trong Kinh Vô Lượng Thọ nói nếu có cấp nạn ngặt nghèo hoảng sợ, chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quan Thế Âm thì không có nạn gì mà không được cứu thoát. Đây là kinh văn. Xin hỏi, nếu trong sát na xảy ra tai nạn giao thông hoặc trong thời khắc quan trọng bị kẹt trong động đất thì nên niệm A-di-đà Phật hay là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát? Lúc này là trường hợp khẩn cấp, không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Gặp phải tình huống này thì không có ý niệm thứ hai. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là tuyệt đối chính xác. Bởi vì trường hợp khẩn cấp như tai nạn giao thông, khi bạn nhìn thấy xe tông vào thì nhất định không thể tránh được. Vừa tông vào thì mạng người không còn nữa, Quan Âm Bồ Tát cũng không cứu nổi bạn nữa rồi. Khi trận động đất lớn hiện tiền, đây là khoảnh khắc tai nạn, hãy niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định không nghi hoặc. Nếu bạn còn có phước báo thì bạn vẫn có thể may mắn mà tránh được. Niệm A-di-đà Phật cũng vô cùng thù thắng. Chúng ta biết A-di-đà Phật là lão sư của Quán Âm Bồ Tát, cho nên phải kiên định tính tâm. Thế nhưng để đề phòng tai nạn, khi dự phòng tai nạn thì là vì đại chúng, vì xã hội, vì quần chúng rộng lớn mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì chính mình, vì chính mình thì hãy cầu sanh tịnh độ. Đây là phải rạch ròi vì mình và vì người. Vì người khác thì niệm Quan Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Vì chính mình thì niệm A Di Đà Phật, phải sớm một ngày sanh đến thế giới cực lạc, thân cận Di Đà. Vậy thì đúng rồi. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả đệ tử chúng con thành kính tri ân ân sư Thượng Tịnh Hạ Không đã từ bi hướng dẫn khai thị. Tất cả đệ tử chúng con nguyện y giáo phụng hành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni tham gia. Kính thưa các quý cư sĩ khách mời, kính thưa toàn thể đại chúng, chúng con vừa nghe một đoạn khai thị của ân sư Thượng Tịnh Hạ Không nói về việc niệm Quán Thế Âm hay là niệm A Di Đà Phật, đặc biệt trong những lúc tai nạn cấp bách thì nên niệm Quán Thế Âm hay là niệm A Di Đà Phật. Ngài cũng chỉ ra rõ là nhân duyên của chúng sinh cõi Sa Bà này rất là sâu dày về Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhà nhà người người đều yêu thích Quán Thế Âm Bồ Tát, và con tin chắc rằng là Ngài nói như vậy chắc chắn trong số chúng ta ở đây không, chắc chắn là phải đến quá 80% là chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trước khi chúng ta niệm A Di Đà Phật, phải không các cô bác? Có đúng không ạ? A Di Đà Phật. Nhờ vậy mà Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hướng dẫn chỉ điểm cho chúng ta là niệm lão sư của Ngài chính là niệm A Di Đà Phật. Ngày hôm nay chúng con lại thỉnh trên cư sĩ Phúc Trí từ bi chia sẻ cho chúng con để chúng con hiểu được hơn nữa tại sao mà Ngài Quán Thế Âm lại hướng dẫn niệm chúng con gặp được hồng danh A Di Đà Phật. Vậy từ bây giờ chúng con không niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa mà chúng con niệm A Di Đà Phật có phải là bất kính với Ngài hay không? Hay chúng con niệm 90% là A Di Đà Phật, còn 10% còn lại chúng con niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là chúng con cần phải làm như thế nào? Thì kính xin cư sĩ Phúc Trí từ bi chia sẻ chúng con để chúng con hiểu rõ, chúng con hành đúng trên con đường tu nhân học Phật, niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, để đời này chúng con có phước phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc nơi thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả các linh hữu đồng tu. Hôm nay vì cái câu này con sẽ phân tích kỹ một chút, để hôm nay ai còn đang lăn tăn mà chưa tin sâu vào thánh hiệu A Di Đà Phật thì về nhà dũng mãnh buông xuống hết mà niệm câu A Di Đà Phật. Như sư phụ chủ trì chùa Đống Cao vừa có nói là bắt đầu từ năm sau hoặc trong năm nay, vía tất cả các chư Phật Bồ Tát ta đều niệm A Di Đà Phật. Tại sao lại như vậy? Con tin rằng sư phụ đã thấy căn cơ của các Phật tử chúng sinh ở đây chín mùi rồi. Đại lão hòa thượng ân sư có nói là có hai hạng người chỉ có niệm A Di Đà Phật mà không niệm cái gì cả. Hạng người thứ nhất là người đại giác, đại giác ngộ đấy. Hạng người thứ hai là thiện căn đã chín lắm rồi, gọi là như chúng ta gọi là chín mõm ấy, chỉ gầy nhẹ là nó rụng thôi ạ. Là chín lắm rồi đấy. Đấy là Đại Lão Hòa Thượng nói rõ. Đại giác chính là gì? Là Đại Bồ Tát đấy. Ví dụ như trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn có nói rằng là Đăng Địa Bồ Tát là không bao giờ rời câu A Di Đà Phật. Có nghĩa là tất cả các vị Bồ Tát từ Đăng Địa, có nghĩa là 11 bậc cuối cùng trong hàng vị Bồ Tát, cho đến bậc thứ 52 lại là Diệu Giác, chính là Phật. Đức Phật cũng không rời câu Phật hiệu. Thì đây là lời của Đức Thế Tôn có nói. Vậy hôm nay tại sao Đức Thế Tôn lại nói là niệm Quan Âm Bồ Tát trong kinh Vô Lượng Thọ? Thì con có nghe giảng ấy, đây đích thân con nghe nhé. Thì tổ sư cũng như Đại Lão Hòa Thượng ân sư có nói rằng là Đức Phật rất từ bi, là vì Ngài gì?
Ngài là hàng thuận chúng sinh và tùy hỷ công đức. Có nghĩa là Đức Thế Tôn biết rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát là người có nhân duyên rất là sâu dày với cõi ta bà chúng ta, nên chúng sinh cõi này rất yêu thích Quan Âm, nên Đức Thế Tôn thấy vậy là tùy hỷ luôn, là hàng thuận và khuyên luôn. Còn chính mục đích của Ngài cũng như là mười phương chư Phật là muốn chỉ cho chúng sinh niệm A-di-đà Phật cơ. Nhưng về căn cơ chưa chín mùi, giống như hôm nay sư phụ thấy chín mùi rồi bảo chúng sinh rồi không niệm Quan Âm nữa mà giờ quay sang niệm A-di-đà Phật đấy. Thì tại sao lại như vậy? Đến chư Phật xuất thế còn phải khuyên niệm A-di-đà Phật. Riêng tất cả các pháp môn thì mười phương ba đời chư Phật có thể không nói, nhưng riêng khuyên về niệm Phật A-di-đà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì không một vị Phật nào là không nói cả. Vậy bản hoài của chư Phật Bồ Tát xuất thế là để chỉ dạy cho chúng ta. Vậy Quan Âm Bồ Tát xuất thế cũng là dạy cho chúng ta niệm A-di-đà Phật. Giống như hôm nay chúng ta đi học ấy, ở đây xem bao nhiêu người là thầy cô giáo ạ. Chúng ta sẽ thấy năm nay thấy rằng năm sau lại gặp ông ở lớp mình thì chán lắm, nghĩa là đúp ấy ạ. Xong 3 năm liền vẫn thấy trong lớp mình, có khi gì còn quát còn mắng cho tại sao học dốt vậy. Thì chúng ta không lên lớp mà. Thì con mới ví như là gì ạ? Ví như là chúng ta là trẻ thơ ấy, về ở với cha mẹ quen rồi. Hôm nay bắt đầu đưa đi học buổi đầu, buổi thứ hai, buổi thứ ba là không muốn ở lớp mà chỉ muốn bám lấy cha mẹ thôi. Nhưng cha mẹ gì? Quay ra mắng ạ. Là ở đây học đi, về nhà làm cái gì? Đúng không ạ? Thì Quan Âm giống như cha mẹ ấy, đưa đi gặp lão sư là A-di-đà Phật rồi mà còn cứ bám lấy Ngài. Con là Quan Âm là con gõ cho lõm đầu. Con nói thật, hôm nay chúng ta nếu ai về Tây Phương trước, cứ hỏi Ngài xem. Ngài mắng cho bằng đầu bằng cổ. Là gì ạ? Là ngươi cứ kêu ta cứu khổ cứu nạn, bao nhiêu đời kiếp nay rồi ngươi vẫn trong luân hồi đấy. Giống như lúc tai nạn ngọt nghèo, nếu thọ mạng mà hết niệm Quan Âm thì cũng vô nghĩa mà. Ngài có cứu được qua cái chết đâu, vì thọ mạng mình đến rồi. Như vậy thì chúng ta vẫn ở luân hồi như xưa. Vậy nếu như lúc đó mà chúng ta niệm A-di-đà Phật thì chúng ta vãng sinh rồi. Vậy do nhiều đời nhiều kiếp và đời này do ta tích công lũy đức, do đời này ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát mà Ngài dẫn đến, để gọi ta đủ cái thiện căn ấy, đủ cái phước đức để Ngài dẫn đến gặp A-di-đà Phật. Bây giờ không quay sang học thầy mới đi, là cứ bám lên Ngài, Ngài sẽ mắng mà. Là ta, ngươi niệm ta cứu khổ cứu nạn, ta đã cứu là dẫn đến gặp Phật A-di-đà rồi, mà còn cứ quay lại với ta làm cái gì? Là bị ăn mắng ấy ạ. Đó là điều, là điều dĩ nhiên. Nên nhiều người ngày xưa gặp con ấy, con là phát nguyện trì chú đại bi 3.000 biến. Sau khi trì được 1.500 biến thì bắt đầu gặp được câu A-di-đà Phật. Thế hỏi con là bây giờ vậy thì còn 1.500 biến nữa con phải trì không? Con bảo là gì? Ông Quan Âm ông đã dẫn đến gặp A-di-đà Phật rồi còn trì cái gì nữa? Là về thành tâm trì mà đủ cái phước Ngài mới dẫn đến gặp ông A-di-đà Phật. Vì A-di-đà Phật là lão sư, là thầy của Ngài Quan Âm mà. Vậy hôm nay chúng ta không niệm A-di-đà Phật là chúng ta mang tội gì? Bất hiếu với Quan Âm. Chúng ta không nghe lời Ngài, gọi là bất kính với Ngài. Vì tất cả chư Phật cuối cùng đều khuyên niệm Phật A-di-đà hết.
và tất cả chúng sinh đủ duyên chín mùi. Nhưng trước khi chín mùi thì Bồ Tát xuất thế trước. Sau khi Bồ Tát giáo hóa xong, bắt đầu Đức Phật xuất thế. Có nghĩa là gì? Tất cả chúng sinh là khi chưa đủ thiện căn thì Bồ Tát phải xuất thế trước. Để gì? Giúp chúng sinh đủ cái duyên chín mùi. Sau đó là chư Phật bắt đầu xuất thế, bắt đầu độ cho họ ra khỏi luân hồi sinh tử. Vậy giống như chúng ta hôm nay ấy, là Quan Âm đã tròn cái nhiệm vụ của Ngài rồi. Bây giờ là lúc Ngài hướng dẫn chúng ta bắt đầu quay sang niệm A-di-đà Phật rồi. Vậy nếu ta vẫn cứ còn gọi là ngang, còn bướng thì chắc chắn là chúng ta sẽ gì? Ăn đòn no. Đấy là điều chắc. Lúc đó Ngài không phải từ bi nữa đâu, đúng không ạ? Thể hiện vẫn là lòng từ, nhưng lưu như sư phụ đã nói, lúc đó không phải dùng lời ngon ngọt nữa rồi, là phải quát, là phải mắng. Vì chúng ta tưởng tượng rằng là Ngài xuống đây cũng là để dạy cho chúng ta là niệm A-di-đà Phật. Giống như chúng ta đi học ấy, các thầy lần lượt đều đến dạy chúng ta, nhưng chúng ta cứ yêu các thầy, chúng ta cứ ở mãi lớp sao? Phải lên lớp chứ. Phải lên lớp chứ. Các thầy lần lượt đến dạy chúng ta, giống như các chư Phật mười phương, giống như các chư vị Bồ Tát ấy. Cuối cùng các ngài xong nhiệm vụ là gì? Dạy cho chúng ta, cuối cùng là hoàn thành trách nhiệm, là chúng ta lên lớp ấy. Chính là chúng ta gặp được Phật A-di-đà. Nhưng chúng ta lại hiểu lầm rằng tôi đang niệm Quan Âm thì tôi niệm A-di-đà Phật, như vậy tôi có bất kính với Quan Âm không? Nếu Quan Âm còn gì? Còn buồn, còn phiền thì Quan Âm đấy là phàm phu rồi, khỏi phải niệm. Như vậy thì niệm làm gì? Vì Ngài còn có hỷ nộ ai lạc ai ố, còn có sự chấp trước phân biệt, thì Quan Âm đấy là phàm phu chứ không phải thánh nhân đâu. Thánh nhân thì không còn phân biệt chấp trước. Nhưng ví dụ như ít nhất là A-la-hán là không còn chấp trước rồi. Bồ-Tát thì không còn phân biệt nữa rồi. Chư Phật thì không còn vọng tưởng nữa rồi. Như vậy nếu Ngài còn phân biệt, còn chấp trước như vậy thì thôi, thờ Ngài làm cái gì? Thì trước sau thì ta cũng bỏ Ngài mà. Có đúng không ạ? Vậy thì thôi, bây giờ ta niệm A-di-đà Phật thì sao ạ? Thì chúng ta nhớ rằng là Đức Phật có dạy A, nó chính là vô, mà Di Đà là lượng. Thì niệm A-di-đà Phật là vô lượng, gọi là ba đời mười phương Phật, ba đời mười phương Bồ Tát, ba đời mười phương Thanh Văn Bích Chi Phật. Vậy hôm nay xưng niệm một câu này thôi là ta niệm hết, không còn sót. Quan Âm cũng ở trong đó luôn. Quan Âm cũng nằm trong danh hiệu này luôn. Vậy chỉ cần xưng niệm một câu A-di-đà Phật thôi thì Quan Âm cũng lập tức ở đó. Vậy ta niệm mỗi Quan Âm không thì được mỗi ngày gia trì. Vậy làm sao bằng ba đời mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác ngày đêm bảo vệ chúng ta? Con chỉ nói này nhé, hôm nay chúng ta niệm A-di-đà Phật, chúng ta biết rằng là Hoa Tạng thế giới là nơi toàn là Đại Bồ Tát thôi ạ. Khi mà chúng ta niệm câu A-di-đà Phật, đời này cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thì ít nhất trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đã là nói là 25 vị Đại Bồ Tát, trong đó có Quan Âm Thế Chí, là ngày đêm bảo vệ, là có Quan Âm trong đấy rồi. Nhưng người niệm A-di-đà Phật, tại sao tất cả 41 bậc nhé, không phải 41 vị đâu ạ, mỗi một bậc ấy thì có hằng hà sa số Bồ Tát ở cõi Hoa Tạng ạ, mà 41 lớp, chúng ta đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đấy ạ, thì đấy là toàn bộ 41 thứ lớp Bồ Tát ở cõi Hoa Tạng. Với gì? Với nể phục cái người niệm A-di-đà Phật.
Là vì các ngài nói là chúng tôi đã từ vô lượng kiếp đến nay tu không biết bao đời kiếp, lăn lộn trong sinh tử, hôm nay chúng tôi mới thành được Bồ Tát đến tận hôm nay. Mà tại sao các vị chỉ có một đời mà các vị gì thành Phật được? Nên tất cả Bồ Tát trong cõi Hoa Tạng cũng A Di Đà Phật. Tất cả Bồ Tát trong cõi Hoa Tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na ngày đêm đến để bảo vệ cho chúng ta niệm Phật. Đây là điều chắc. Vì người niệm Phật thì Đức Thế Tôn nó là một đời bình đẳng thành Phật như ngài. Nên các Bồ Tát kia đã vô lượng A Tăng Kỳ tu đến hôm nay mới được như vậy. Và các ngài cũng niệm Phật cầu về Tây Phương. Thì sắp tới chúng ta cũng về Tây Phương, là chúng ta với các ngài cũng bình đẳng như nhau. Chính vì vậy mà các ngài ngày đêm đến để thủ hộ bảo vệ cho chúng ta. Vậy vì chúng sinh ở cõi này, đúng là vì nhân duyên sâu dày với Quan Âm nên Phật cũng là gì? Là hàng thuận thôi và tùy hỷ thôi. Chư Phật Bồ Tát không chống trái chúng sinh. Chư Phật Bồ Tát có một cái pháp vui là không trái nghịch người khác. Đây là pháp vui của Phật Bồ Tát đấy. Có nghĩa là các ngài không bao giờ trái nghịch chúng sinh. Đây là pháp vui của Phật Bồ Tát. Còn chúng ta lấy cái vui là gì? Cứ phải là nghịch với người khác với vui cơ. Ngược với Phật Bồ Tát mà. Còn Phật Bồ Tát là ngược hoàn toàn. Như vậy là chúng ta hôm nay, vậy hiểu rõ rằng mục đích của ngài ngày hôm nay là gì? Là chỉ dạy cho chúng ta. Vậy cái người đang niệm A-di-đà Phật thì Quan Âm Bồ Tát mới nói như này, là gặp bất kỳ cảnh ngộ gì mà lòng tin không chao đảo và không thay đổi, vẫn giữ vững câu A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật, thì Quan Âm có dặn rằng là sẽ chiêu cảm đến cảnh giới bất khả tư nghị. Có nghĩa là không thể nghĩ bàn được. Vậy hôm nay Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư nói gì? Vì chúng sinh duyên bất đồng nên ngài phương tiện dạy cho ta thôi. Còn người đã tin niệm A-di-đà Phật thì không được chuyển. Còn ngài còn nói mạnh thế này cơ. Này chúng xem chúng ta phạm với tội gì nhé. Chúng ta phạm tội đấy. Hôm nay con nói này nhé. Con nghe địch lại Lão Hòa Thượng mà con rùng mình. Vì sao? Vì may quá con chưa phạm phải. Ngài nói là gì? A-di-đà Phật là quang trung cực tôn, Phật trung chi vương, là vua trong các chư Phật. Thì thần thông trí tuệ đạo lực của ngài làm gì có thua kém Phật nào. Thứ hai là ngài nói là gì? Quan Âm Bồ Tát làm được, chẳng nhẽ lão sư là thầy của Quan Âm lại không làm được sao? Tiếp theo nữa ngài nói cái gì? Đang niệm A Di Đà Phật mà chuyển sang niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài bảo mang tội bất kính với Phật A Di Đà đấy. Là vì nghĩ ngài không giải quyết được, phải quay sang niệm Quan Âm ngài giải quyết cho. Có phải ta coi thường Phật A Di Đà không? Con bảo đúng là con toát mồ hôi luồn mày thế. Là vì chúng ta coi thường ngài đấy. Là vì nghĩ rằng việc này Quan Âm mới giải quyết được, còn Phật A Di Đà không giải quyết được. Ngài là quang trung cực tôn mà, Phật trung chi vương mà. Riêng Đức Phật A Di Đà thì mười phương chư Phật đều gì? Đều tới. Mười phương chư Phật đều phóng quang. Và xin thưa với các Phật tử, mười phương chư Phật bây giờ đang ở Tây Phương Cực Lạc hết. Không ở đâu mà đang ở Tây Phương. Tất cả chư Phật đều ở Tây Phương hết. Vậy hôm nay Phật A Di Đà
tiếp dẫn ta về đó là chỉ gần ba đời mười phương chư Phật. Vậy hôm nay ta không niệm ngài là ta không nghe lời ba đời mười phương chư Phật rồi. Nên ngài Pháp Nhiên có nói là thánh đạo môn. Ngài nói là gì? Riêng các pháp môn thì không được chư Phật gia trì nhiều. Riêng có pháp môn niệm Phật thì đều được chư Phật mười phương gia trì và A-di-đà Phật thường xuyên phóng quang. Nên ngài nói trong kinh Quán Phổ Hiện Thọ là gì? Là quang minh của Phật A-đà biến chiếu khắp mười phương, thu nhiếp không rời chúng sinh niệm Phật. Như lúc đầu con nói là đại thì chúng ta người đại giác thì mới niệm một câu Phật hiệu, người thiện căn chín mùi thì mới niệm một câu Phật hiệu. Vậy hôm nay về nhà xem cái thiện căn của chúng ta, xem chúng ta đến đâu. Ngày ngày niệm Quan Âm cứu khổ cứu nạn, giống nhiều người ấy bảo là phải niệm A Di Đà Phật, trước khi niệm A Di Đà Phật phải tụng kinh Địa Tạng rồi các thứ niệm ngài Địa Tạng. Con bảo con không muốn theo chân ngài Địa Tạng đâu. Vì sao? Vào địa ngục con sợ lắm. Chẳng nhẽ là muốn chui vào địa ngục xong ngài Địa Tạng cứu ra sao? Sau đó ngài vẫn khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật, và Quan Âm Bồ Tát cũng như vậy. Vậy hôm nay chúng ta biết được điều này thì chúng ta niệm A Di Đà Phật, thứ nhất là chúng ta đang nghe lời ba đời mười phương Phật. Thứ hai là ta đang nghe lời Quan Âm Bồ Tát. Ngài không những là không buồn mà ngài còn vui gấp trăm nghìn vạn lần khi niệm ngài. Đây là điều chắc luôn. Là vì ngài bảo là con sắp giải thoát, sắp về với ta rồi, sắp về Tây Phương tay trong tay với ta rồi. Nên Đại Lão Hòa Thượng mới nói câu gì ạ? Ngài nói tiết lộ thế này này: bất kỳ chúng sinh nào khi mà đã vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, ngài nói rõ nhé, đều là Quan Âm hết. Ngài nói rõ đấy ạ, gọi là vì chứng được gọi là vô sanh pháp nhẫn mà, gọi là ba thứ. Thì ngài nói là đấy là gì? Đẳng giác Bồ Tát đấy, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát đấy. Vậy thì hôm nay ta niệm A Di Đà Phật để ta về Tây Phương ta sánh ngang với ngài, phải hay hơn chứ. Vậy hôm nay ở đây ai mà gì mà hôm nay chưa tin tưởng sâu thì về nhà xem lại cái thiện căn của mình đi. Vì bản hoài của tất cả chư Phật cuối cùng đưa tất cả các pháp môn là vì chúng sinh chưa đủ tiếp nhận nên ngài phải nói ra pháp môn khác. Nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật mới nói này: ta gì? Hôm nay quán xét nhân duyên đã đủ chín mùi nên ta mới nói ra pháp môn niệm Phật thành Phật. Nên Đức Thế Tôn mới nói là câu là gì? Ta Thích Ca Mâu Ni hôm nay trân trọng xác quyết rằng vãng sinh tức là thành Phật, vãng sinh là thành Phật, nên niệm Phật là vua trong các pháp. Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật cũng nói là ta đã hành trì như vậy, các ngươi cứ thế mà làm. Có nghĩa là gì? Ngài đã niệm Phật thành Phật rồi thì hôm nay mình cứ vậy mà làm chứ còn chạy gì nữa, còn chạy theo cái gì nữa đây. Nên hôm nay nếu ai là người quyết niệm một câu Phật hiệu thì thiện căn đủ, phước đức đủ, nhân duyên đủ. Ở đâu nói ạ? Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói: người lòng tin chân thật một câu Phật hiệu niệm tới cùng thì người này đủ thiện căn, đủ phước đức và đủ nhân duyên. Thì như trong kinh A Di Đà Phật dạy, đủ thiện căn, đủ phước đức, đủ nhân duyên thì không thể nào chạy thoát được thế giới Tây Phương đâu, chắc chắn đời này vãng sinh tịnh độ. Đấy, vậy thì mong cho hôm nay tất cả các Phật tử chúng ta là bắt đầu từ hôm nay vía gì thì vía, đúng không ạ? Kinh nào cuối cùng Phật cũng quy về câu A Di Đà Phật hết mà. Tất cả pháp môn đều quy về tịnh độ, tất cả kinh điển cũng quay về một câu A Di Đà Phật, tất cả chú cũng chỉ về một câu Phật hiệu thôi. Vậy hôm nay ta biết rồi thì tất cả các ngày vía, tất cả kinh điển, tất cả đều quy về bốn chữ A Di Đà Phật. Đây là người
thượng thừa trong các loại thượng thừa nhé. Con nói trước, nhân gian này trên đầu ngón tay không có đủ đâu ạ. Nghĩa là người tin được như vậy là không đủ đâu. Nên hôm nay mong cho tất cả đại chúng chúng ta là ngồi đây là đầy đủ như thế thì là thừa trên ngón tay rồi. A Di Đà Phật ạ.